Ngọc Ánh xin trân trọng chào tất cả mọi người đang theo dõi kênh Bất Động Sản Nhà Tốt Nhà Đất Hà Nội. Trong video này Ngọc Ánh sẽ giới thiệu tới mọi người một cái dự án thuộc phường Mộ Lao, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội với diện tích là từ 32 cho tới 34m², thiết kế và xây dựng là 5 tầng, ngõ trước nhà là ngõ thông, đầy đủ sổ đỏ, chính chủ bao toàn bộ phí thuế sang tên, có hỗ trợ vay vốn ngân hàng với bác nào có nhu cầu. Từ vị trí của cái căn nhà này đi ra tới cầu Trắng Hà Đông nó chỉ khoảng tầm 700m thôi mọi người nha. Và đi lên tới trung tâm của thành phố Hà Nội thì cũng rất là gần. Nó chỉ phạm vi bán kính khoảng tầm 5km quay đầu thôi. Rất là tiện, xung quanh ngập tràn tiện ích. Trường mầm non cấp 1, cấp 2, rồi bệnh viện lớn, bệnh viện đa khoa Hà Đông, bệnh viện quân y 103, bệnh viện ca Tân Triều, đi lại chỉ trong phạm vi bán kính 2km quay đầu. Gần với trung tâm thương mại Yomon Hà Đông chỉ khoảng tầm 1,5 cây thôi bác ạ. Và với cái căn nhà này thì thiết kế gần như đã hoàn chỉnh đầy đủ rồi, chỉ việc dọn đồ về và ở ngay. Ngọc Ánh đang đứng phía trước mặt tiền của ngôi nhà. Mặt tiền của ngôi nhà này thì với cái diện tích của cái căn nhà này nó là 33m mọi người ạ, rất là rộng. Đó. Mặt tiền thì cũng rất là thoáng, hướng nhà là hướng đông nam. Với cái căn nhà này thì ngõ xe ba gác mọi người nha. Ngõ thông nhưng mà xe ba gác đi qua, còn nếu mà xe ô tô con thì cách nhà khoảng tầm 100m thôi. Đi lại rất thuận tiện, giá chào bán chỉ từ 3 tỷ 800 triệu đồng bao toàn bộ phí thuế. Mời mọi người theo em vào khám phá cụ thể căn nhà này, xem căn nhà này thiết kế như thế nào nhá. Với thiết kế của căn nhà như sau, tầng 1 của ngôi nhà là thiết kế một cái khu vực phòng khách và một khu vực phòng bếp. Cửa chính của ngôi nhà thì thiết kế hai lớp cửa, bên ngoài là cửa quấn và bên trong là cửa gỗ kính như quý vị nhìn thực tế ở trên video. Ngọc Ánh review thì rất cẩn thận và chi tiết từng những cái chi tiết nhỏ mọi người ạ. Nói chung là không bao giờ review sai sự thật, từ cái giá bán cho tới cái diện tích cho cái hướng nhà. Nếu như hướng nhà thì chỉ có thể là nhầm thôi mọi người nha. Đó. Với cái phần hoàn thiện cũng khá là bắt mắt và chỉn chu, gọi là full option của cái ngôi nhà này thì cũng khá là hợp lý đúng không mọi người? Gạch lát nền, đây, kích thước 60-60 lát chéo đây mọi người ạ. Cho nên nhìn cái khoảng không gian ở trong cái phòng khách này nó rất là rộng nha. Đó. Rồi là cái phần phòng khách thì được chủ đầu tư thiết kế hệ thống trần thạch cao, đèn led âm trần chiếu sáng này. Xung quanh thì có thiết kế thêm trần phào thạch cao cũng rất là đẹp này. Và cái màu sơn chủ đạo của ngôi nhà là màu trắng. Căn nhà này hoàn thiện xong tới 100% rồi, chỉ việc dọn đồ về và ở thôi. Với phần phòng khách của ngôi nhà, ở đây chủ đầu tư thiết kế một cái tấm ốp PVC rất là đẹp mọi người ơi. Đó, cũng rất là bền, độ bền nó khoảng tầm 5-7 năm quý vị nhá. Mình cứ dùng 5-7 năm, sau này thích thay những cái khác nó độc lạ hơn và nó theo cái thời trang hơn. Với cái phần tầng 1 của ngôi nhà còn có một cái không gian phòng bếp. Đây, không gian phòng bếp thì để mà nói, thực ra thì có một số quý khách hàng mong muốn diện tích nó rộng hơn và cái phòng bếp thì nó riêng biệt hơn, nhưng mà với cái căn nhà này diện tích nó vừa phải nên chủ đầu tư cố gắng thiết kế đáp ứng đầy đủ cái công năng cho một hộ gia đình sử dụng. Bởi vậy cho nên là cái phòng bếp thì nó nhỏ nhắn xinh xắn thế này thôi mọi người ạ. Đó. Đây. Mặt bếp thì là ốp đá granite màu đen, xung quanh bếp thì ốp gạch rồi mọi người nhá. Cũng rất là sạch sẽ, dễ lau dọn cho các chị em nội trợ. Tủ bếp thì thiết kế là tủ gỗ an cường, chống cong vênh, mối mọt mà cũng rất là bền so với cái thị trường. Thì ở trên thị trường thì cái gỗ an cường cũng khá là nổi tiếng rồi đấy các bác ơi. Đồng thời với cái phụ kiện bếp đi kèm thì toàn bộ phụ kiện bếp đi kèm đều là chất liệu inox 304. Chậu rửa, vòi rửa đây cũng được lắp đặt đầy đủ hết rồi. Nhà này hồ sơ điện, hồ sơ nước đều đã lắp đặt xong xuôi. Nói chung là chỉ kéo vali về và ở ngay thôi. Đây là cái khu vực để tủ lạnh mọi người ạ. Đó. Quan trọng nhất bất động sản Ngọc Ánh vẫn chia sẻ đó là cái vị trí. Vị trí bất động sản nó quyết định lên cái tầm tài chính của quý khách hàng. Vị trí ở xa ven đô thì giá rẻ, bởi vì bên Ngọc Ánh hiện tại có một căn nhà giá rất là rẻ và hợp lý, chỉ 1 tỷ 450 triệu đồng, căn nhà 4 tầng 30m xây mới tinh, sổ đỏ chính chủ riêng biệt mọi người ạ. Và căn đấy cũng có thể về ở ngay, mọi người có thể vào kênh của Ngọc Ánh để theo dõi cái video đấy nha. Đấy, không phải là không có đâu ạ. Tuy nhiên với cái căn nhà này nó ở gần trung tâm hơn thì cái giá nó chắc chắn nó sẽ cao hơn rồi. Và mời mọi người theo em lên khám phá tầng 2, 3, 4, 5 của ngôi nhà, xem ngôi nhà này thiết kế như thế và với cái giá bán từ 3,8 tỷ đồng thì liệu có ổn hay không nhá. Mời mọi người theo em.
Mọi người ơi, cái toàn bộ tay vịn cầu thang từ phía dưới tầng 1 cho tới đi lên tầng 5 của ngôi nhà đều thiết kế ở đây. Mọi người có thể nhìn thực tế dưới hoàng ánh toàn bộ là gỗ lim Nam Phi. Mặt bậc cổ bậc cầu thang là ốp đá đen trắng, rất là sang và sạch sẽ nha mọi người. Với cần tầng 2 của ngôi nhà thì thiết kế như sau. Đây. Tầng 2 của ngôi nhà này thì thiết kế một phòng ngủ lớn và một phòng vệ sinh ở phía bên trong theo kiểu master, rất là hợp lý nha. Toàn bộ cái sàn của cái phòng ngủ này được thiết kế là sàn gỗ công nghiệp. Ở đây thì cái có cửa hướng ra bên ngoài và cái có ban công đấy mọi người ạ. Đây này, có thể bước ra được. Cái ban công này thì mọi người có thể yêu thích trồng hoa. Hoa giấy rất là đẹp, một dàn hoa giấy rất là đẹp đúng không ạ? Và cái không gian căn phòng ngủ này thì nói thật rất là rộng các bác ạ. Nó phải khoảng tầm 20m². Đấy. Cái căn phòng ngủ này 20m², rất là rộng, dễ dàng kê đồ nội thất ở phía bên trong. Đây, trần phào thạch cao trang trí. Nói chung là cũng hợp lý, chủ đầu tư này thiết kế vô cùng chỉn chu với cái căn nhà này, chứng tỏ là người ta rất là yêu cái căn nhà này nên là cái thiết kế nó mới như thế các bác ạ. Cửa ở đây, thông phòng toàn bộ dùng là cửa gỗ lim. Rất là chắc chắn và nặng tay các bác ơi. Đây nha. Và phía bên trong ở đây Ngọc Ánh vừa chia sẻ rồi, đó là nhà vệ sinh ở phía bên trong phòng ngủ, rất là rộng. Đây, nhìn thực tế đây các bác nha. Nhà vệ sinh thì được ốp toàn bộ ở đây, đó là ốp gạch rồi này, kệ góc này, đây sen kê tắm nóng lạnh Hàn Quốc này, bồn cầu liền khối lavabo và bàn đá. Đây lavabo bàn đá đây mọi người này, ở đây nước có rồi nha, chỉ việc dọn đồ về và ở thôi. Cửa nhà vệ sinh thì thiết kế là cửa nhôm hệ. Ngọc Ánh review cụ thể chi tiết lắm luôn ý. Mời mọi người theo em lên trên phía tầng 3, tầng 4 của ngôi nhà xem ngôi nhà này thiết kế như thế nào đấy nha. Quý vị ơi, Ngọc Ánh đang đứng ở phía tầng 3 của ngôi nhà đây. Đây, rất là rộng. Tầng 3 của ngôi nhà và tầng 4 của ngôi nhà thì thiết kế như tầng 2 mọi người ạ. Đó, cũng một phòng ngủ rộng và một phòng vệ sinh ở phía bên trong. Như vậy, căn nhà này thiết kế 5 tầng mà lên trên phía tầng 4 của ngôi nhà đã có 3 phòng ngủ lớn rồi, 4 phòng vệ sinh rồi. Có đáp ứng đầy đủ công năng cho các bác sử dụng hay không ạ? Diện tích nhỏ nhưng mà thiết kế của ngôi nhà này có võ đấy các bác ạ. Đó, rất là đẹp, rất là chỉn chu. Công năng sử dụng không hề bị thiếu đi. Các tầng, tầng nào cũng đầy đủ phụ kiện đi kèm. Đó. Nói chung là Ngọc Ánh thấy khá là ổn so với khu vực phường Mỗ Lao, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội các bác nha. Rất là ổn, cửa thông phòng đây. Vì là tầng 3 và tầng 4 và tầng 2 thiết kế như nhau nên là Ngọc Ánh sẽ mời mọi người lên luôn tầng 5 của ngôi nhà để khám phá tầng cuối cùng của ngôi nhà nha. Các bác ơi, Ngọc Ánh đang đứng ở phía tầng 5 của ngôi nhà thì khi mà bước chân lên tới tầng 5, ở đây có một ô giếng trời thoáng để lấy toàn bộ ánh sáng xuống khu vực cầu thang. Đây, tay vịn cầu thang từ phía dưới tầng 1 cho tới lên tầng 5 của ngôi nhà. Và cái tầng 5 này thì thiết kế như sau. Đây Ngọc Ánh đang đứng, đó là vị trí để máy giặt. Đây các bác nha, vị trí để máy giặt ở trong ngôi nhà này. Đây là phòng thờ của ngôi nhà. Đây, không gian phòng thờ đây, rất là rộng đúng không ạ? Và phần cuối cùng còn lại đó chính là phần sân phơi. Mời các bác theo em ra phía phần sân phơi của ngôi nhà. Đây, đây là phần sân phơi các bác ạ. Nói chung là mỗi một ngày mà cố gắng review đến 5 cái nhà, đi lên từ tầng 1 cho tới tầng 5 là tập thể dục luôn đấy mọi người ơi. Đó, em xin nhắc lại với quý khách hàng đang theo dõi kênh của em, với cái vị trí căn nhà này nó thuộc phường Mỗ Lao, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội. Có 4 căn thì đã bán 1 căn rồi, còn 3 căn, căn thấp nhất là từ 3.800.000.000 đồng, bao toàn bộ phí thuế sang tên, có hỗ trợ vay vốn ngân hàng. Với quý khách hàng nào có nhu cầu, mọi người muốn biết thêm thông tin chi tiết cụ thể hơn nữa về căn nhà này thì vui lòng liên hệ với em theo số điện thoại ở phía trên màn hình nha, 0983013403 hoặc 0888041414. Mọi người xem video của Ngọc Ánh thì đừng quên nhấn vào nút like để ủng hộ cho em và đăng ký kênh để có thể là những quý khách hàng đầu tiên cập nhật được những thông tin bất động sản tiếp theo từ Nhà Tốt nha. Bên Nhà Tốt vẫn còn một số cái dự án giá rất là rẻ, mọi người nhớ liên hệ với em theo số điện thoại phía trên màn hình nha. Xin chào và hẹn gặp lại mọi người ở những video tiếp theo.